Bẻ luôn anh Nhân ơi, bẻ luôn. Bẻ luôn. Bẻ luôn, bẻ ấy luôn anh Nhân, đừng có Nhân nhường nữa. Mấy thằng lì lợm này. Đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, đè, đè đó, đúng rồi. Đừng trùng ở đây. Thế là chưa có cơ hội học hỏi với ảnh. Đừng có cho nó móc chân lên thằng Nhân ơi. Nó... Rồi, tiếp tục. Còn cái tay kìa. Thằng này lì lợm thiệt đó nha. Đánh Tomo với bẻ tay. Ủa gì Yoko, anh Nhân được Yoko mà. Trời, đánh cái gì vậy? À! Osekomi, đúng rồi. Bẻ tay luôn anh Nhân, chuyển qua bẻ tay luôn. Anh có tuổi rồi á, nên là muốn ấy được. Anh có tuổi rồi. Có tuổi rồi á, anh cũng hăm mấy rồi. Hăm mấy rồi nên là cái thể lực nó cũng không có được xưa. Rồi, chết mẹ thằng đó rồi. Cố lên Nhân ơi, lên đợt. Được. Xuống đất là chơi vẫn được hết á. Đúng rồi, đè cá mi luôn. Xong thằng này nó cũng lì lợm thiệt nha. Rồi. Hai tay nó sùi rồi. What the fuck? Hay vãi. Hay vãi. Hay cái nồi.